Trên đường chuyên dắt của đường là quảng cáo gì đó luôn. Giá thì ok, giá còn làm gì bán đặc biệt. Mẻ này mình ăn là một kỳ quán thập cẩm, không ai một kỳ quán lòng gà, một gà cũng ngon. Tre sạch sẽ, nào tay tô mì quảng, đúng mì quảng luôn, mì quảng nấu luôn ha. Rồi, trước khi ăn thì bỏ này vô nè, này bánh tráng ha. Rau gì muối, cải trời ha. Trồng ở trong mấy cái vỏ xé rồi gì vậy không, cái thủy canh đúng không? Bây giờ làm ra cái này là cái gì, lòng à, lòng bằng lòng, lòng gà, lòng vịt, là trứng non trộn lên, có nước mắm chấm luôn ta nè. Ăn chanh vô không? Ủa, ăn chanh thì ăn phải chấm. Nhanh chưa? Hết vô. Cái chết hồi luôn. Mắm cho miếng mắm nhỏ đậm đà. Cái này là gì đây nè? Có thành thế được không? Để nhìn ngon quá nè. Ồ, ngon ha. Ủa sao không có nước hả? Quảng rồi vậy. Rồi, trộn rồi. Đây, trứng non.